kênh quân sự việt nam xin gửi đến quý vị và các bạn hồi ký của thượng tướng vũ hiệp nguyên chính ủy mặt trận tây nguyên với nhan đề ký ức tây nguyên phần thứ nhất những trận đánh nổi tiếng trên chiến trường tây nguyên sau khi đoàn cán bộ quân khu năm lên tây nguyên trong bộ tư lệnh mặt trận có sự phân công mới anh chu huy mân làm chính ủy kiêm tư lệnh anh huỳnh đắc hương làm phó chính ủy anh nguyễn hữu an anh nguyễn chánh làm phó tư lệnh anh Bùi Nam Hà làm tham mưu trưởng và tôi làm chủ nhiệm chính trị mặt trận. Vào thời điểm này, sư đoàn kỳ binh không vận số 1 Mỹ cũng đã hoàn thành việc đưa quân lên chiếm đóng An Khê. Chúng bắt đầu mở cuộc hành quân tiềm diệt ở Bồng Sơn Bình Định. Trước tình hình trên, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chỉ thị cho chiến trường, tranh thủ thời cơ đánh đau quân ngụy làm suy yếu chỗ dựa về Bình Định không để quân Mỹ giành tay tiềm diệt, đồng thời khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng đánh thắng quân Mỹ ngay từ trận đầu nỗ lực cao nhất đánh bại kế hoạch chiến lược, đánh nhanh giải quyết nhanh, tiến lên đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ, thực hiện chủ trương chiến lược của trên, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh mặt trận Tây Nguyên mở chiến dịch mùa khô năm 1965, nhằm tiêu diệt một bộ phận quân Ngụy và tạo thời cơ buộc Mỹ phải tham chiến để tiêu diệt một bộ phận quân Mỹ, củng cố và mở rộng vùng mới giải phóng, xây dựng căn cứ địa vững chắc, rèn luyện bộ đội và cơ quan chỉ đạo chiến dịch, nâng cao trình độ tác chiến đồng thời qua tác chiến tìm hiểu thêm quân Mỹ, phối hợp với các chiến trường khu 5 và Nam Bộ, căng địch ra mà đánh buộc chúng phải phân tán đối phó. Vấn đề đặt ra với mặt trận là chọn hướng mở chiến dịch, nên ở cánh Bắc hay cánh Nam Tây Nguyên. Cánh Bắc chủ yếu là tỉnh Con Tum có rừng rậm, núi cao hiểm trở, với ta thuận lợi cho việc giấu quân, lập kho tàng, hạn chế đến mức thấp nhất hiệu lực của máy bay và pháo binh địch. Ở địa hình này hoạt động tác chiến cỡ vài trung đoàn đều khó phát huy sức mạnh đặc biệt tính cơ động của tăng thiết giáp khó khăn. Còn phía cánh Nam Tây Nguyên, thời tiết từ tháng 10 trở đi bước vào mùa khô, địa hình rừng bằng, đồi núi thấp, sen kẽ nương rẫy, ven đường lớn có nhiều cây gai xấu hổ, nhiều nơi là những thung lũng bằng, chẳng trống và rừng cây khọp, cây này về mùa khô dụng trụi lá, về cơ bản sông suối không ảnh hưởng đến cơ động. Địa hình thời tiết thời gian này cho phép ta tập trung binh lực tương đối lớn, cơ động được rộng rãi nhưng đồng thời với địch chúng cũng phát huy được uy lực không quân trong tác chiến nhất là việc vận dụng chiến thuật trực thăng vận chúng có thể cơ động nhanh đổ bộ được nhiều nơi với đặc điểm địa hình và thời tiết như vậy thì vấn đề tổ chức đối không rộng rãi không những làm giảm bớt uy lực không quân địch mà còn là thời cơ bộ đội ta bắn rơi máy bay mỹ nhất là trực thăng mặt khác nếu ta tổ chức rộng rãi mạng đường quân sự làm gấp không những bảo đảm được sự cơ động nhanh bí mật mà còn tạo điều kiện cho ta tiếp cận phản kích địch trên nhiều hướng. Từ những phân tích trên, Đảng ủy nhất trí chọn hướng cánh Trung Tây Nguyên, mở chiến dịch mùa khô năm 1965. Tôi còn nhớ cuộc họp Đảng ủy mặt trận mở rộng do anh Chu Huy Mân chủ trì, nghiên cứu quán triệt nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch chiến dịch. Sau khi phân tích trên bình diện toàn chiến trường, anh Chu Huy Mân nói: Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ đã thất bại. Ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn tuy chưa tan rã về tổ chức, nhưng đã suy yếu toàn diện về phía ta lực lượng quân sự chính trị ở miền nam phát triển mạnh mẽ thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc và cách mạng miền nam đang ở thế tiến công như vậy về chiến lược mỹ nhảy vào miền nam nước ta trong thế hoàn toàn bị động do vị trí chiến lược đặc biệt của tây nguyên nên bộ chỉ huy quân sự mỹ ở sài gòn đã tung đơn vị sừng sỏ bậc nhất của chúng lên chiếm đóng tại đây với tham vọng tiêu diệt chủ lực của ta trong một thời gian ngắn vực quân ngụy dậy và từ đó chiếm đóng lâu dài Tây Nguyên. Mặc dù chúng ta đã tập trung nghiên cứu nhưng cũng chỉ hiểu Mỹ trên lĩnh vực tư tưởng, tâm lý và chiến thuật nhảy cóc. Còn cách đánh với sư đoàn kỵ binh không vận số 1 ở chiến trường rừng núi ra sao thì chưa có tiền đề. So sánh lực lượng ta ít hơn địch cả về quân số và trang bị vũ khí. Quân Mỹ có nhiều xe tăng, thiết giáp, máy bay, pháo binh còn chúng ta không có. Khi sư đoàn kỵ binh không vận số một bước vào tham chiến, thì cường độ ác liệt do pháo binh và hỏa lực từ máy bay sẽ gia tăng gấp bội. Do vậy để bảo đảm chắc thắng, Đảng ủy cần tập trung giải quyết một số vấn đề chủ yếu, đặc biệt coi trọng việc xây dựng quyết tâm đánh Mỹ cho bộ đội. Dừng hồi lâu, đồng chí bí thư Đảng ủy chậm rãi nói tiếp. Thưa các đồng chí, chiến dịch tới quân ủy Trung ương đặt niềm tin rất lớn vào quân và dân Tây Nguyên. Ta thắng Mỹ trận này sẽ có ý nghĩa lắm, không những về quân sự mà cả về chính trị, tâm lý sẽ tạo ra thế mới lực mới đối với lực lượng vũ trang Tây Nguyên nói riêng và toàn miền Nam nói chung. Chính vì lẽ đó chúng ta phải làm cho cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch có ý chí quyết tâm, trước hết phải dám đánh Mỹ và quyết tâm đánh thắng. Vừa đánh vừa tìm hiểu địch, nhất định chúng ta sẽ tìm ra cách đánh thắng chúng. Từ sau hội nghị đảng ủy, cả mặt trận sôi động khí thế đánh Mỹ, từ các trung đoàn chủ lực, các đơn vị binh chủng, kỹ thuật đến các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần đều tiến hành đại hội đảng các đơn vị trong toàn mặt trận mở đợt sinh hoạt chính trị tập trung, quán triệt nhiệm vụ chiến dịch. Đây là đợt sinh hoạt chính trị lớn đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn mặt trận. Điều tôi nhớ nhất là trong đợt sinh hoạt này, từ người binh nhì đến vị tư lệnh đều có tiếng nói chung là quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ ngay từ trận đầu. Tối ngày 27 tháng 9, anh Chu Huy Mân gọi tôi đến nơi ở, cũng là nơi làm việc của anh. Đó là căn nhà nhỏ do anh em công binh làm ở lưng chừng một ngọn núi cao, mái nhà lợp bằng lá trung quân, một loại lá rất khó cháy, được gập lại rồi gài thành từng tấm rất công phu, vừa bền, vừa đẹp. Quanh nhà được che bằng những tấm phên nứa đan lóng đôi rất cẩn thận. Khi tôi đến anh đang chăm chú bên tấm bản đồ trải rộng trên chiếc bàn làm bằng những nan che được vót nhẵn bóng rồi dùng sợi mây ghép lại. Vừa thấy tôi, anh Chu Huy Mân nói ngay. Mấy hôm nay, đảng ủy đã bàn nhiều về nhiệm vụ chiến dịch tới. Với lực lượng của ta hiện có, lại tác chiến với một đối tượng sừng sỏ bậc nhất của quân đội mỹ yêu cầu nhiệm vụ của quân ủy trung ương giao cho rất cao theo anh vấn đề quan trọng bậc nhất để giành thắng lợi ở chiến dịch này là gì suy nghĩ một lát tôi nói thưa anh lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc mình luôn phải đương đầu với những kẻ thù hung bạo và lớn mạnh hơn mình nhiều lần tuy vậy dân tộc ta chưa bao giờ chịu khuất phục trước một kẻ thù nào kể cả chúng là một quốc gia mạnh nhất thời đó một khi ta khơi dậy được lòng yêu nước tinh thần tự tôn dân tộc và trí căm thù giặc cho quân và dân cả nước. Nhưng đây là đối tượng tác chiến mới, có nhiều máy bay, đại bác, xe tăng, anh Chu Huy Mân cắt ngang lời tôi như một gợi ý. Tôi nói tiếp, đối tượng tác chiến của quân và dân Tây Nguyên là sư đoàn kỳ binh không vận số 1. Cái mạnh của nó ai cũng biết, đó là sức cơ động và hòa lực phi pháo. Nhưng thưa anh, nó cũng có cái hạn chế nhất định ở ngay trong cái mạnh đó do được trang bị mạnh nên quân mỹ thường ỉ vào hỏa lực một khi ta hạn chế hoặc vô hiệu hóa chỗ dựa đó thì tinh thần và ý chí của chúng chắc chắn sẽ bị suy giảm với ta ưu thế đồng thời cũng là sức mạnh ở chính trị tinh thần và sở trường đánh vận động trên địa hình rừng núi bằng vũ khí mang vác nếu ta phát huy được ưu thế này thì nhất định ta sẽ đánh thắng chúng đúng đúng vấn đề là ở chỗ đó anh chu huy mân vừa nói vừa gật đầu xác nhận tôi mở cuốn sổ tay công tác nói tiếp Hiện nay cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 33, Trung đoàn 320 và cả Trung đoàn 66 đang trên đường hành quân vào chiến trường. Theo chúng tôi nắm được, các trung đoàn này quân số trên dưới 2.600 người, đảng viên 420 người, đoàn viên 1.720 người. Cán bộ trung đội đã qua chiến đấu 32%, cán bộ đại đội đã qua chiến đấu 80%, còn cán bộ tiểu đoàn, trung đoàn 100% đã qua chiến đấu. Điều quan trọng nhất là sau ngày hòa bình lập lại trên miền Bắc, theo yêu cầu mới những người vào quân đội phải có những tiêu chuẩn nhất định về chính trị tư tưởng có sức khỏe có văn hóa và tự nguyện thời gian huấn luyện cơ bản của những chiến sĩ này dài hơn nội dung huấn luyện bao gồm cả kỹ thuật chiến thuật đều đặt trình độ thuần thục các yếu lĩnh động tác cơ bản sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị đặc biệt là khả năng bắn súng bộ binh đạt tỷ lệ khá giỏi rất cao việc rèn luyện thể lực để nâng cao sức chịu đựng bền bỉ dẻo dai được tiến hành thường xuyên thông qua các cuộc hành quân xa mang vác nặng ăn ở giã ngoại dài ngày trong điều kiện rừng núi khí hậu khắc nghiệt trước khi vào chiến trường công tác giáo dục chính trị tư tưởng được coi trọng nhất là giáo dục về lòng yêu nước trí căm thù giặc mỹ và truyền thống chống giặc giữ nước của cha ông ta từ đời này qua đời khác với tinh thần thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước nhất định không chịu làm nô lệ qua năm tháng huấn luyện rè luyện và học tập họ đã trở thành những chiến sĩ quân đội cách mạng thực thụ có bản lĩnh chính trị vững vàng có nhận thức sâu sắc vai trò trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mình với tổ quốc với đảng với nhân dân do vậy khi được lệnh lên đường họ đều tình nguyện ra đi không đắn đo suy tính không nề hà hy sinh gian khổ những người chiến sĩ như vậy thưa anh tôi tin họ sẽ không chịu khuất phục trước bất cứ kẻ thù nào anh chu huy mân chú ý lắng nghe thỉnh thoảng gật đầu như tỏ ý đồng tình những điều tôi nói khi tôi vừa ngừng, anh trầm ngâm nói. ưu thế chính trị, tinh thần như anh vừa nói đã sẵn có trong mỗi cán bộ, chiến sĩ ta. Vấn đề còn lại là làm thế nào để phát huy cho được ưu thế ấy. Chính vì lẽ đó tôi mời anh đến chúng ta cùng bàn. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, anh Chu Huy Mân lại hỏi tôi. Anh Hiệp này, anh còn nhớ trận Vinh Huy gần thị xã Tam Kỳ đầu năm 1965 vừa qua không? Tôi trả lời. Tôi có nhớ. Anh Mân nói. Trong trận ấy có một tiểu đội trưởng của trung đoàn 1 của quân khu. Khi truy kích địch có một khẩu lệnh rất hay, nắm thắt lưng địch mà đánh. Anh nói tiếp. Khi nghe được sự việc trên, tôi điện báo cáo với anh Nguyễn Trí Thanh. Nghe xong anh Thanh reo lên, hay quá anh Mân ơi. Đây không còn là của một trung đoàn, một quân khu. Nó đã là của toàn miền, toàn quân rồi. Tôi được biết sau đó, đồng chí Nguyễn Trí Thanh đã chỉ thị các chiến trường toàn miền lấy câu bám thắt lưng địch mà đánh làm phương châm khi giao chiến với quân Mỹ. Tối hôm đó anh Chu Huy Mân làm việc với tôi đến gần 1 giờ sáng. Anh đã gợi ý cho cơ quan chính trị mặt trận chúng tôi nhiều vấn đề, xây dựng quyết tâm cho bộ đội, vai trò tiền phong của cán bộ đảng viên trong chiến đấu, phải xây dựng lòng tin vào quần chúng, phải thực hành quân sự dân chủ để phát huy tính sáng tạo của tập thể. Những ngày sau đó, Bộ Tư lệnh Mặt trận dành nhiều thời gian bản tính xây dựng kế hoạch chiến dịch, nhiều lần phải thức thâu đêm để giải quyết những vấn đề do nhiệm vụ chiến dịch đặt ra trong đó mọi người thống nhất khá cao về kế hoạch tác chiến chiến dịch do anh bùi nam hà trình bày với những nội dung chủ yếu đó là thực hành vây điểm diệt viện lấy đánh địch ngoài công sự là chủ yếu sử dụng bộ đội địa phương và dân quân du kích hai tỉnh gia lai và con tum đánh phá căn cứ hậu phương và hệ thống cầu đường của địch khi thảo luận chọn điểm vây mọi người thống nhất về nguyên tắc điểm vây là nơi có tác dụng buộc địch phải viện không viện không được viện chậm cũng không được đồng thời điểm vây phải thuận lợi cho ta tổ chức trận địa đánh viện đường bộ và đánh quân đổ bộ đường không từ những vấn đề trên cơ quan tham mưu mặt trận nêu ba vị trí để chọn điểm vây đó là tân lạc đức cơ và plei cả ba vị trí này đều quan trọng đối với địch do đó nếu vị trí nào bị đánh thì sớm hay muộn địch cũng phải ứng cứu giải vây song tân lạc nằm gần hậu cứ địch địa hình chống trải ta khó triển khai lực lượng lớn vì vậy đánh vị trí này không lợi. Đức cơ nằm gần biên giới Việt Nam, Campuchia, có đường vận chuyển chiến lược Bắc Nam đi gần. Nếu đánh ở đây trong thời gian này sẽ ảnh hưởng lớn cho việc bảo vệ hậu phương tại chỗ của ta. Còn Plei Me là tiền đồn ở hướng Tây Nam Pleiku, dựa trên cơ sở đồn của Pháp cũ được cải tiến lại, quân số lúc cao nhất lên tới 500 tên, là lực lượng đặc biệt do Mỹ chỉ huy và đa số là người thượng. Do vậy nếu Play Me bị mất thì các căn cứ địch nằm trong giấy phòng ngự phía Tây. Tây Nam Play Ku bị uy hiếp. Vùng đất ấy sẽ bị cắt rời và trở thành bàn đạp tiến công của quân ta. Như vậy, về cơ bản mọi người thống nhất cách đánh chiến dịch là vây điểm. Diệt viện, đánh ngụy trước. Diệt Mỹ sau. Kéo quân Mỹ ra xa căn cứ lấn sâu vào rừng núi hiểm trở để diệt chúng. Vấn đề đặt ra là lực lượng của ta có hạn, chưa thành sư đoàn. Với lực lượng đó trong quá trình vây điểm đánh ngụy phải đạt hiệu suất chiến đấu cao diệt chiến đoàn ngụy ta thương vong ít để có lực lượng đánh mỹ vấn đề thứ hai được mọi người quan tâm là thời gian từ khi quân ngụy bị diệt thì bao lâu quân mỹ nhảy ra ứng cứu lực lượng của ta đánh ngụy có đủ thời gian quay về nơi dự kiến đón đánh quân mỹ không và cuối cùng là cách đánh và chỉ tiêu tiêu diệt quân mỹ hai vấn đề trên khi thảo luận mọi người cũng dễ thống nhất riêng vấn đề thứ ba có nhiều ý kiến khác nhau về chỉ tiêu diệt địch để... có người nói rằng trước đây trong cuộc kháng mỹ viện triều quân chí nguyện trung quốc đã tổng kết chưa có trận nào tiêu diệt gọn một tiểu đoàn quân mỹ có người lại cho rằng trận núi thành ta chỉ có một tiểu đoàn thiếu mà diệt gọn cả đại đội mỹ thì sao nhưng đó chỉ là trận đánh theo hình thức đặc công xem ra cuộc tranh luận cũng khó đi vào hồi kết anh chu huy mân đứng dậy theo thói quen anh vừa giơ ngón tay trò vừa nói thôi xếp lại tranh luận chỉ tiêu trong chiến dịch này diệt chiến đoàn quân ngụy và diệt gọn hai đại đội mỹ chỉ tiêu đặt ra là vậy nhưng các đồng chí cần suy nghĩ việc xây dựng quyết tâm đánh Mỹ cho bộ đội. Việc quán triệt nhiệm vụ chiến dịch phải được tiến hành khẩn trương cụ thể đến từng chi bộ, từng cán bộ chiến sĩ. Đồng thời các đồng chí suy nghĩ kỹ về bố trí thế trận đánh Mỹ, đặc biệt là việc đối phó với chiến thuật nhảy cóc của địch. Một vấn đề quan trọng khác, anh Chu Huy Mân lưu ý cơ quan tham mưu mặt trận trong chỉ đạo là phải làm cho bộ đội có ý thức xây dựng công sự chắc chắn, giấu quân kín đáo, xuất kích nhanh, khi sung phong giữ vững đội hình, tiếp cận đánh gần thọc sâu, kết hợp đánh bộ binh, đánh cơ giới và bắn máy bay địch. Đồng thời anh nhắc cơ quan chính trị của tôi cử người theo đường giao liên quay ra đón gặp trung đoàn 66 để phổ biến quán triệt nhiệm vụ chiến dịch cho trung đoàn này. Đặc biệt lưu ý xây dựng quyết tâm đánh gần, dùng lưỡi lê, dao găm, bán súng diệt địch. Đầu tháng 10 năm 1965, Bộ Tư lệnh mặt trận Tây Nguyên nhận được điện thông qua quyết tâm và kế hoạch chiến dịch Playme của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh. Đảng ủy mặt trận họp nghiên cứu những ý kiến của trên chỉ đạo bổ sung kế hoạch chiến dịch. Cuộc họp vừa kết thúc, anh Chu Huy Mân dẫn một đoàn cán bộ đi quan sát địa hình chiến trường tại khu vực đồn Playme và thế bố phòng của địch để quyết định phương thức tiến hành vây điểm. Đồng thời anh cũng thị sát khu vực dự kiến đánh viện binh địch giải tỏa Playme khi bị ta vây ép sau khi đoàn anh Chu Huy Mân đi trinh sát chiến trường về, Bộ Tư lệnh Mặt trận đã quyết định bổ sung phương án tác chiến chiến dịch. Với lực lượng hiện có, phải giải quyết được hai vấn đề cơ bản nhất là đánh thiệt hại năng lực lượng cơ động quân nguyện làm suy yếu chỗ dựa bình định của địch, đồng thời khẩn trương chuẩn bị đánh phủ đầu quân Mỹ, góp phần đánh bại kế hoạch chiến lược đánh nhanh, giải quyết nhanh tiến lên đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ. Về sử dụng lực lượng, dùng trung đoàn 33 tiêu diệt căn cứ Chư Ho và thực hành VF đồn Playme. Dùng trung đoàn 324 trí sẵn ven đường 21, con đường bộ duy nhất nối Play Cu với Playme. Trung đoàn này phải xây dựng trận địa phục kích trên đường dài 3 km. Đoạn đường 21 chạy trên các điểm cao 600, 607, Perlu, đồi độc lập. Để phối hợp với hai trung đoàn chủ lực trên hướng chủ yếu của chiến dịch, tiểu đoàn pháo binh 200, tiểu đoàn đặc công 952 và lực lượng vũ trang địa phương tỉnh Gia Lai tổ chức đánh địch vào những mục tiêu và thời điểm cần thiết để phân tán lực lượng của địch. Một vấn đề mất nhiều công sức đối với Bộ Tư lệnh và cơ quan mặt trận Tây Nguyên là xác định khu quyết chiến và thời cơ diễn ra trận then chốt tiêu diệt quân Mỹ. Suy đi tính lại Bộ Tư lệnh quyết định bổ sung phương án chọn thung lũng y Đờ răng dưới chân núi Chư Pông là nơi diễn ra trận quyết chiến với quân Mỹ. Chư Pông là một dãy núi độc lập, nhìn xa nó giống như hình con voi phục, ngọn cao nhất 732 mét nổi lên giữa một vùng rừng bằng minh mông bát ngát, cách đồn Plei Me khoảng 25 km về phía tây sát biên giới Việt Nam Campuchia. Rừng ở đây có nhiều loại cây, cây le mọc phổ biến ở ven các sông, suối, cây khọc mọc nhan nhản chủ yếu ở vùng rừng bằng có sen lẫn các cây châm vối, châm châu. Sen giữa các cánh rừng có những chẳng trống. Đặc biệt vùng rừng bằng này có đường hành lang chiến lược Bắc Nam của ta chạy qua, đi xuống miền Đông Nam Bộ. Bên kia sông Đờ răng có một binh trạm là cơ sở hậu phương trực tiếp của chiến dịch. Ở đây ta sẽ bố trí trung đoàn 66, lực lượng chủ yếu tiêu diệt quân Mỹ. Cần nói thêm là, trung đoàn 66 khi hành quân vào tham chiến quân số mỗi đại đội có từ 120 đến 125 người. Vũ khí trang bị khá tốt, hỏa lực chủ yếu là pháo mang vác, cối 82 ly bàn đế tròn, bảy 75 ly, súng phòng không 12,7 ly, và súng chống tăng B40 với đủ cơ số đại. Đặc biệt, tinh thần và ý chí chiến đấu của anh em cán bộ chiến sĩ rất cao. Tất cả đều sẵn sàng lao vào cuộc chiến với quân Mỹ. Ở trên tôi đã nói về vị trí địa lý, về truyền thống đấu tranh của quân và dân Tây Nguyên. Thật khiếm khuyết nếu tôi không nói kỹ hơn vai trò quan trọng trực tiếp của quân và dân Gia Lai trong trận chiến lịch sử ở thung lũng Ia Đờ Răng giữa bộ đội chủ lực Tây Nguyên với lính sư đoàn kỵ binh không vận số 1 Mỹ. Đến hè thu năm 1965, Tỉnh Gia Lai đã thành lập tiểu đoàn tập trung gồm những cán bộ, chiến sĩ đã kinh qua chiến đấu. Các huyện, thị xã đều thành lập đại đội tập trung, quân số mỗi đại đội từ 60 đến 70 người. Thị đội Pleiku còn thành lập đại đội đặc công, trang bị vũ khí tương đối đầy đủ. Hầu hết các xã có trung đội du kích tập trung, chiến đấu và công tác tốt. Các buôn làng cũng có từ 1 đến 2 tiểu đội dân quân, trang bị vũ khí khá tốt do thu được của địch trong chiến đấu. Đặc biệt ở huyện Năm huyện Chư Pông ngày nay, nơi xảy ra chiến dịch Playme, vùng Tây từ tỉnh lộ 21 Phú Mỹ Play Mi lên sát biên giới Việt Nam, Campuchia, đã xây dựng thành vùng căn cứ có các xã mạnh như xã Ia Pach, Ia Phnom, Ia Ia Lâm, nhân dân sống, đấu tranh bất hợp pháp với địch. Vùng đông của huyện có 30 làng sống, đấu tranh bất hợp pháp với địch, còn lại là vùng giải phóng, có nơi hoạt động mạnh như xã Ia Khi Mỹ nhảy lên Tây Nguyên, quân và dân gia lai cũng chưa hình dung được cụ thể cách chiến đấu giáp mặt với quân chiến đấu mỹ như thế nào quần chúng nhân dân đã nhiều lần đối mặt với quân ngụy trong những cuộc đấu tranh chính trị nhưng lo lắng liệu có đấu tranh chính trị trực diện với quân mỹ được không trong lúc mọi người đang băn khoăn thì cụ dự người dân tộc ba na ở làng subreung thuộc xã bắc nay là xã con pla huyện ban đã dùng ná có tầm thuốc độc bắn chết một tên biệt kích mỹ khi nó mò vào giấy sắn của cụ tin đó làm cho toàn thể cán bộ Đảng viên và nhân dân Gia Lai phấn khởi, tự tin. Tỉnh ủy Gia Lai đã có chủ trương phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên, chủ động chuẩn bị mọi mặt để tham gia thực hiện các bước của chiến dịch theo khả năng của mình. Tỉnh có kế hoạch chu đáo cho các huyện, nhất là huyện Năm, nơi chiến dịch sắp diễn ra. Thường vụ tỉnh ủy phân công đồng chí Lê Tam làm Bí thư huyện ủy, đồng chí Lư làm Phó Bí thư huyện ủy, trực tiếp chỉ đạo tham gia thực hành chiến dịch phối hợp với bộ đội chủ lực. Đồng thời, tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo cho các huyện 4 Chư Pa, H9 Pleiku, các huyện 3 và 6 Mang Yang, cùng các huyện khác trong tỉnh sẵn sàng có kế hoạch phối hợp cụ thể, chặt chẽ. Tỉnh Gia Lai thành lập cơ quan chi viện tiền phương phục vụ chiến dịch, tổ chức nhiều đoàn cán bộ xuống các xã vận động nhân dân đi dân công, huy động lương thực, thực phẩm chi viện cho bộ đội chiến đấu. Đến tháng 9 năm 1965, nhân dân trong tỉnh đã động viên được 1.200 tấn lương thực, vào lúc cao điểm cần sức người, tỉnh đã huy động 2.500 thanh niên các dân tộc phục vụ hỏa tuyến. Đó là chưa tính đến hàng vạn công của Hội Phụ Nữ Giải Phóng Nguyện do chị Bình làm hội trưởng, cùng các chị Hơ Ba, chị Siêu Hy, chị Ra Lan, chị Thanh, đã vận động chị em giã gạo thâu đêm để nuôi quân giải phóng. Tôi được anh em kể lại, trong những ngày này không riêng gì chị em giã gạo, còn có cả các cụ ông người dân tộc các làng cũng tham gia giã gạo, việc làm mà bao đời nay người đàn ông dân tộc không bao giờ làm. Ngoài ra các chị còn vận động nhân dân ủng hộ 15 con trâu, 120 con heo, hàng ngàn con gà cùng bầu bí, chuối cho bộ đội, nhiều cụ già ở làng sinh, làng mùi, làng nú, làng boa, gói cơ nếp, gùi chuối, mía, gà đi gần chục cây số, đến thăm động viên bộ đội các trung đoàn 33 và 320. Tại huyện 5, thường vụ huyện ủy họp tại làng Briêng xã Yê Bong triển khai nhiệm vụ để giữ bí mật huyện ủy chỉ phổ biến cho các xã chuẩn bị lực lượng du kích sẵn sàng phối hợp với bộ đội chủ lực từ khâu chuẩn bị chiến trường trinh sát địa hình đến huy động vật chất đều thống nhất là để đón đoàn ban chỉ huy huyện đội do đồng chí y Gừ phụ trách đã cụ thể hơn kế hoạch tác chiến cho các đơn vị vũ trang trong huyện bám các khu vực trọng điểm sát đường 19 tây và đường 14 lực lượng dân quân các xã trong huyện được chia làm ba nhóm nhóm thứ nhất gồm những người mạnh khỏe thông thạo địa hình làm nhiệm vụ dẫn đường, trinh sát địch, vận chuyển gạo, đạn. Nhóm thứ hai, đảm nhận việc sơ tán dân an toàn. Nhóm thứ ba làm nhiệm vụ tiếp tế cơm nước, khiêng cắn thương binh, giải quyết chiến trường. Để bảo đảm an toàn cho nhân dân, huyện đã chỉ đạo các làng trọng điểm mỗi gia đình đào từ một đến hai hầm trú ẩn, tránh bom, pháo, dọc những con đường vào bản. Đường liên xã cứ vài chục mét nhân dân lại đào một hầm trú ẩn. Trước khi bước vào chiến dịch, từ tỉnh đến các buôn làng, nhân dân và các lực lượng vũ trang địa phương đã tổ chức quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, xây dựng quyết tâm đánh Mỹ. Về công tác tổ chức tỉnh ủy Gia Lai có kế hoạch cụ thể cho các huyện, nhất là huyện Nam Chư Pông, nơi chiến dịch sắp xảy ra. Như trên đã nói, chiến dịch Playme diễn ra trên địa bàn huyện Nam, trong tứ giác Playme, Bầu Cạn, Đức Cơ, Playthê, không gian rộng khoảng 1.200 km vuông. Vì vậy, tỉnh chỉ đạo cho các huyện, huyện 4 Chư Pa, H9 Pleiku, các huyện 3 và 6 Mang Yang, cùng các huyện trong tỉnh sẵn sàng có kế hoạch phối hợp cụ thể, chặt chẽ. Tỉnh truyền tiểu đoàn bộ binh H15 của tỉnh về đứng tại đông đường 14, hoạt động từ khu vực Mỹ Thạch đến Tây Sông Ai Un để phối hợp trong quá trình chiến dịch. Cả tỉnh Gia Lai bừng bừng khí thế sẵn sàng cùng bộ đội B3 đánh thắng quân Mỹ xâm lược. Như vậy, trước khi bước vào chiến dịch, ta đã nắm quyền chủ động trên một thế trận được bày sẵn và có sự chuẩn bị khá tốt về nhiều mặt. Bộ tư lệnh mặt trận Tây Nguyên cử anh Nguyễn Tránh, anh Huỳnh Đắc Hương, anh Bùi Nam Hà và một số cán bộ của ba cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần lập sở chỉ huy tiền phương mặt trận, chỉ huy vây ép đồn Playme và đánh viện binh địch trên đường 21. Nhiệm vụ cụ thể của Trung đoàn 33 là dùng một đại đội bộ binh tăng cường và một số hỏa lực trong biên chế cối 82 ly và DKZ 75 ly, thực hành bao vây Playme, lấy hướng Tây Nam làm chủ yếu, Đông Nam và Đông Bắc làm thứ yếu. Ngay trong đêm nổ súng bao vây Playme, Trung đoàn 33 phải nhanh chóng diệt gọn cứ điểm ngoại vi Chư ho. Yêu cầu đặt ra đối với các đơn vị này là phải tuyệt đối giữ bí mật, giành thế chủ động bất ngờ ngay trong đêm đầu. 4 giờ sáng ngày 19 tháng 10, Trung đoàn 33 được lệnh xuất kích từ vị trí tập kích ở Buôn Quynh Cơ La cách Plei Me 15 km. Cán bộ chiến sĩ trung đoàn 33 theo đường công binh chuẩn bị sẵn, đã bí mật hành quân về hướng Plei Me. 17 giờ cùng ngày, đội hình trung đoàn cách đồn 1,5 km được lệnh tạm dừng triển khai đội hình chiến đấu. Ở Tây Nguyên vào mùa khô ngày như giải thêm, 5 giờ chiều mặt trời vẫn còn khá cao. Tranh thủ trời còn sáng, cán bộ trung đoàn dẫn cán bộ tiểu đoàn, đại đội quan sát lần cuối địa hình để kịp thời bổ sung và điều chỉnh kế hoạch chiến đấu. Theo kế hoạch hiệp đồng, đúng 19 giờ 30 phút tiểu đoàn pháo binh 200 pháo kích vào căn cứ Đức Cơ, một đại đội của tiểu đoàn 952 nổ súng đánh Tân Lạc. Địch tưởng ta tấn công vào Đức Cơ, Tân Lạc, vội huy động máy bay lên thả pháo sáng, bắn phá xung quanh hai căn cứ này. Đúng 22 giờ 55 phút cùng ngày, các chiến sĩ đại đội 3 tiểu đoàn 3 trung đoàn 33, được tăng cường hai súng máy, hai cối 82 ly nổ súng tấn công chư hò. Vừa dứt tiếng nổ của cối và bộc phá phá hàng rào, lập tức bộ binh sung phong. Vì một lý do nào đó hàng rào không đứt mà chỉ bùng lên rồi lại dẹp xuống, làm cho bộ đội không vượt qua được. Trước tình hình đó đại đội trưởng Long và một số chiến sĩ bộc phá liền lấy bộc phá ống không nổ đặt lên dây thép gai, dùng tay và chân đè xuống cho bộ đội sung phong. Đồng chí Thương, tiểu đội trưởng mũi nhọn dẫn đầu tiểu đội nhanh chóng thọc sâu vào sở chỉ huy địch, thương cho một tổ bịt ngay con đường mòn từ Chư Ho về Playme, địch dùng đại liên bắn xối xả vào đội hình quân ta, thương cùng một chiến sĩ lập tức dùng B40 tiêu diệt. Đúng 23 giờ đại đội 3 làm chủ hoàn toàn Chư Ho. Cũng vào thời gian này, chỉ huy trung đoàn 33 ra lệnh dùng Cối và dkz bắn phá Playme. Đạn pháo của ta đã phá sập một số công sự, nhiều nhà lính bốc cháy, lợi dụng pháo bắn các chiến sĩ đại đội ba sông lên mở hai lớp rào ở hướng tây nam và hướng đông bắc tiến hành bao vây play mè. dưới ánh sáng của đèn dù và lửa cháy bộ đội đảo công sự bắn rồi phát triển thành hào giao thông ngay trong đêm các đại đội trực thuộc và cơ quan trung đoàn vác gỗ nứa từ phía sau đưa lên cho bộ đội làm hầm sau một đêm và một ngày chiến đấu ta đánh thắng cứ điểm chư ho bộ đội còn sung sức khí thế đang lên sẵn sàng chờ đánh viện binh địch trước sức ép của ta Địch dùng không quân và pháo binh ném bom, bắn phá dữ dội xung quanh Playme, hòng đẩy quân ta ra khỏi khu chiến. Vượt qua ác liệt anh em đại đội một tiểu đoàn một, mưu trí linh hoạt kết hợp tốt giữa bao vây bằng xung lực với hỏa lực, dùng nhiều hình thức khống chế tốt ngay từ đầu lối ra vào đồn, sân bay lên thẳng, đường ra suối lấy nước, khu điện đài, khống chế đường không, đêm tập kích, ngày bắn tỉa. Tuy vậy, trước sự đánh phá ác liệt của phi pháo địch gây thương vong cho anh em ta, một số cán bộ đảng viên giao động đã cho bộ đội lui trận địa, dẫn đến tình trạng mạnh ai nấy chạy. Do rút lui không có tổ chức nên có đơn vị chính trị viên bị lạc 3 ngày sau mới về. Tôi còn nhớ chính trị viên phó đại đội một nắm được 4 chiến sĩ. Khi về đến giờ chỉ huy trung đoàn dơ hai tay nói, trận địa đã biến thành sa mạc rồi. Anh ta nào có biết, trong khi đó cán bộ, chiến sĩ tiểu đội 9 trung đội 3 thuộc đại đội một vẫn kiên cường dựa chắc vào công sự hàm ếch trong những bụi cây mắc cỡ kín đáo chịu đói, chịu khát. Anh em phải dùng nước tiểu của nhau uống lấy sức chờ địch đến gần 20, 25 mét mới nổ súng diệt hàng chục tên. Tôi được anh em kể lại rằng xạ thủ trung liên tên là chân nhà ở phố Huế Hà Nội, nhập ngũ tháng 2 năm 1963, bị thương vào đầu máu ra nhiều, trong người có băng mà không dám băng vì băng trắng sợ lộ sau này ta cải tiến nhuộm bong màu cỏ úa trang bị cho anh em đi chiến đấu, nên cậu ta lấy đất đắp vào vết thương để cầm máu tiếp tục chiến đấu. Đến 19 giờ ngày 22 tháng 10, lực lượng của ta tại đây gồm 7 người, vũ khí có một đại liên, một DKZ 75 ly, còn lại là AK và lựu đạn do đồng chí biên trung đội phó chỉ huy, biên động viên anh em củng cố công sự, tiếp tục chiến đấu giữ vững trận địa. Ngay trong đêm ngày 22 tháng 10, chỉ huy trung đoàn 33 chỉ thị cho tiểu đoàn 1 tăng cường lực lượng cho bộ phận vây ép và quyết định tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho tiểu đội 9 đại đội 1. Tiểu đoàn 1 đã chọn 9 cán bộ, chiến sĩ trung kiên có thể lực tốt trong tiểu đoàn do đồng chí sự, đại đội phó đại đội 1 chỉ huy tiến vào trận địa. Nhưng do địa hình bị biến dạng bởi bom pháo địch nên bộ phận này dò tìm đến 4 giờ sáng ngày 23 vẫn không thấy tiểu đội 9. Trước tình hình đó, đại đội phó sư quyết định cho anh em lui ra khu trung tuyến bố trí đồng thời cử hai đồng chí tên là Nanh và Ngôn đem theo cơm và nước uống tiếp tục tìm kiếm anh em, đến rạng sáng thì gặp. Nanh và Ngôn vừa bỏ cơm và nước uống xuống, người ăn được vài miếng cơm, người đang uống nước chưa kịp ăn thì địch ập đến. Cuộc chiến đấu ác liệt kéo dài 20 phút, địch chết và bị thương gần 30 tên, chúng buộc phải lui quân. Suốt trong những ngày 20, 21 và 22 tháng 10, địch dùng không quân, pháo binh đánh phá dữ dội xung quanh Plei Me bọn chỉ huy Mỹ ngụy huy động tới trên 600 lần chiếc máy bay đủ loại của không quân và hải quân Mỹ và không quân ngụy Sài Gòn đến ném bom phá, bom bi, bom napalm chùm lên trận địa vây ép của ta. Bọn địch trong đồn liên tiếp dùng từng trung đội. Đại đội tiến ra phản kích hỏng chiếm lại trận địa bao vây của trung đoàn 33. Tuy đường dây điện thoại từ trận địa vây ép về trung đoàn bị bom pháo cắt đất nhưng cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 1, đặc biệt là tiểu đội 9 vẫn bình tĩnh chủ động đánh lui các đợt phản kích của địch, diệt hàng chục tên anh em ta tích cực bắn tỉa và mở thêm các lớp hàng rào dây thép gai, khống chế sân bay lên thẳng, bắn rơi nhiều máy bay buộc chúng phải bay cao để tiếp tế lương thực, đạn dược. Dù thả cao nên đã bay ra ngoài một số. Anh em trung đoàn 33 thu được hai dù thuốc quân y có đầy đủ dụng cụ phẫu thuật. Những hoạt động trên của trung đoàn 33 đã dồn quân địch trong đồn lâm và tình trạng quẫn bách, hoang mang cực độ. 7 giờ sáng ngày 23 tháng 10, Biệt khu 24 ra lệnh cho chiến đoàn 3 thiết giáp cùng hai tiểu đoàn biệt động quân số 21, 22 và tiểu đoàn 1 trung đoàn 42, dưới sự chỉ huy của tên trung tá chiến đoàn trưởng chiến đoàn 3 Trần Trọng Luật ứng cứu. 16 giờ cùng ngày toàn bộ lực lượng trên được triển khai tại Phú Mỹ. Cùng thời gian này địch cho 12 máy bay trực thăng quần đảo trên không dọc đường 21, đoạn Phú Mỹ, Playme. Như vậy, địch đã thất bại trong âm mưu dùng không quân để giải tỏa Playme, buộc chúng phải dùng viện binh từ 6 giờ sáng ngày 15 tháng 10, trung đoàn 320 hành quân chiếm lĩnh trận địa theo hai trục đường đã được chuẩn bị sẵn. Tiểu đoàn 4, cơ quan trung đoàn bộ và các đại đội trực thuộc theo trục thứ nhất. Tiểu đoàn 5 và tiểu đoàn 6 hành quân theo trục thứ hai. Tới vị trí trú quân chờ địch các đơn vị đảo công sự ngụy trang, cán bộ các cấp tranh thủ thời gian bổ sung thêm công tác tổ chức chiến đấu ngay tại thực địa, chuẩn bị đường vận động xuất kích và giao nhiệm vụ cụ thể đến các tiểu đội, trung đội. Trong khi trú quân chờ địch, bộ đội ta được nhân dân các làng xung quanh tự động mang bí, giao ra ủng hộ. Đã có đôi ba trường hợp bộ đội và đồng bào vô tình gặp nhau, nhưng do cơ sở địa phương tuyên truyền giải thích cho nhân dân tốt nên ta vẫn giữ được bí mật. Đến 16 giờ 30 phút ngày 23 tháng 10, sau những trận bom, pháo dọn đường, lực lượng giải vây địch hùng hổ tiến quân đã lọt vào trận địa phục kích của Trung đoàn 320. Đại đội một tiểu đoàn 5 làm nhiệm vụ chặn đầu, nổ súng, toàn bộ chiến đoàn cơ giới địch ùn lại chút đạn vào đại đội 1. Các tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 6 ở điểm quyết chiến đã bắn mãnh liệt vào giữa đội hình địch, chia cắt chúng làm nhiều mảng. Nguyễn Văn Hàm bình tĩnh bắn chúng 5 xe M113, Nguyễn Văn Lãng chiến sĩ B40 bắn 3 quả đạn diệt 3 xe tăng. Lương Văn Bạc bắn 2 quả đạn diệt xe M48. Tiểu đoàn 4 do tiểu đoàn trưởng luyện Bá Di và chính trị viên Vũ Năm chỉ huy, làm nhiệm vụ khóa đuôi. Trung đội trưởng đại đội Hai Đinh Xuân là đã chỉ huy tiểu đội trưởng Phạm Văn Hưng dùng B-40 bắn cháy hai xe tăng. Ngay từ những phút đầu tiên trung đoàn 320 đã loại khỏi vòng chiến đấu một nửa số xe tăng, xe bọc thép của địch. Sau những phút bị giáng đòn bất ngờ, choáng váng đội hình địch rối loạn, chúng cố gắng điều chỉnh từ hành tiến chiến đấu sang tổ chức các mũi phản kích mạnh, đột phá mở vòng vây và co cụm, bảo đảm khoảng cách để cho pháo binh và không quân yểm trợ. Cuộc chiến đấu giữa ta và địch kéo dài 10 tiếng đồng hồ từ 16 giờ 30 phút ngày 23 đến 2 giờ sáng ngày 24 tháng 10. Trung đoàn 320 hoàn toàn làm chủ trận địa. Xác xe giặc cháy thành bãi trên điểm cao 601. Ta tiêu diệt chiến đoàn 3 thiết giáp và một tiểu đoàn, một đại đội bộ binh địch, phá hủy, phá hỏng 89 xe quân sự, bắn rơi nhiều máy bay. Riêng các phân đội vây ép của trung đoàn 33 vẫn giữ vững trận địa để dụ địch ra viện. Ngày 24 tháng 10, Mỹ cho hai tiểu đoàn kỵ binh bay lên Pleiku cool và thúc quân Ngụy tiếp tục phản kích giải vây cho playme 10 giờ ngày 26 tháng 10, dưới sự yểm trợ của không quân, pháo binh Mỹ tiểu đoàn một trung đoàn 42 quân Ngụy được cơ giới yểm hộ đến giải tỏa cho playme Địch dùng hỏa lực của cơ giới và bom các loại dội vào trận địa ta. Anh em giữ bí mật chờ địch đến gần mới nổ súng, buộc địch phải lùi lại. Đến 11 giờ địch dùng 16 xe M113 dẫn dắt bộ binh tiếp tục tiến công. Tại đây 11 chiến sĩ do Trung đội trưởng Đậu Văn Phơn chỉ huy đã chặn đánh quyết liệt một tiểu đoàn địch có xe tăng. Xe bọc thép yểm trợ ngay sát hàng rào đồn Playme. Xe tăng và bộ binh địch tổ chức 5 đợt tiến công. Một số chiến sĩ bị thương và hy sinh. Tay súng của ta giảm xuống, mỗi người còn lại đã dùng hai, ba loại súng đánh địch. Cứ mỗi đợt xung phong của địch bị đánh lui anh em lại thu nhặt vũ khí của đồng đội hy sinh, bị thương dồn lại, chuẩn bị cho đợt chiến đấu tiếp. Đậu Văn Phơn động viên anh em tích cực đào công sự vào ngụy trang kín đáo, sử dụng tiết kiệm đạn, kiên quyết giữ vững trận địa. Anh bình tĩnh chỉ huy hỏa lực nhằm những đám quân địch đông nhất ná đạn. Phân bị thương lần thứ hai vào vai, anh nghiến răng chịu đau, tiếp tục chỉ huy bộ đội chiến đấu cho đến sầm tối. Diệt hơn 40 tên ngụy, ba cố vấn Mỹ, bắn cháy hai xe tăng, ba xe bọc thép M113. Về phía ta, lúc này đạn sắp hết, trải qua một ngày chiến đấu ác liệt ai cũng mệt là vì đói và khát. Năm anh em còn lại động viên nhau khiêng cắn thương binh, tử sĩ và vác hết súng đạn rời khỏi trận địa ngay trong đêm. Đến đây, xét thấy đã đủ gây cho địch phản ứng dây chuyền. Ngày 26 tháng 10, ta quyết định mở vây căn cứ Playme, chuyển toàn bộ hai trung đoàn 33 và 320 về bố trí ở Queen Cla, Ba Bỉ. Đông Nam sông Yeder răng Play Bonga là nơi tiện cơ động trên hai hướng Play Me và Tân Lạc để sẵn sàng đánh quân Mỹ đổ bộ. Ngày 26 tháng 10, Westmoreland, tư lệnh lực lượng quân Mỹ ở miền Nam, bay lên sở chỉ huy tiền phương lữ đoàn một sư đoàn kỵ binh không vận số 1 ở Play để mốt xem xét tình hình. Tại đây, ông ta đã quyết định đình chỉ cuộc càn quét của lữ đoàn ba quân Mỹ ở Bồng Sơn Bình Định để tập trung lực lượng của sư đoàn này lên Tây Nguyên. Tiếp đó, chúng đưa một trung đoàn Nam Hàn, hai chiến đoàn quân dùng ngụy, hai trung đoàn vận tải trực thăng Mỹ lên play khu tham chiến. Bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở Sài Gòn ý định mở cuộc hành quân đánh sâu vào hậu phương ta, gỡ thế thất bại cho quân ngụy. Những ngày cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm 1965, chiến trường plei Me trở nên hết sức sôi động khẩn trương. Không gian chiến dịch được mở rộng tới 1.200 km vuông. Sau khi kết thúc giai đoạn 1, hoạt động cơ bản của ta là di chuyển quân bố trí theo kế hoạch mới. Trong khi đó địch sử dụng lữ đoàn một sư đoàn kỵ binh không vận số một tăng cường đổ bộ và tập kích nhiều nơi. Trên trục đường hành quân của trung đoàn 33 làm cho việc chỉ huy của trung đoàn này bị gián đoạn. Tình hình trên dẫn đến một thực tế là địch đang từ thế bị động chuyển sang thế chủ động về chiến thuật trong thế bị động về chiến dịch. Trong cuốn sổ công tác của tôi lúc đó ghi lại như sau. Ngày 28 tháng 10, địch dùng 14 trực thăng đổ quân Mỹ xuống quanh Sôm và đổ gần một đại đội xuống điểm cao 475, lực lượng này hai ngày sau tự rút. Ngày 29 tháng 10, địch đổ 14 lượt chiếc trực thăng quân Mỹ xuống làng mùi. Lực lượng này tập kích hụt tổ trinh sát đi lẻ của ta. Chúng bắt một người dân rồi rút. 8 giờ sáng ngày 1 tháng 11, một đại đội Mỹ tập kích vào trạm phẫu của trung đoàn 33 ở Queen Kla. Lực lượng của ta ở đây chỉ có y bác sĩ, hộ lý, nhân viên hậu cần và một tiểu đội bảo vệ. Anh em đã chiến đấu dũng cảm, vừa đánh địch vừa di chuyển thương binh nặng hầu hết anh em thương binh nhẹ đều tham gia chiến đấu. Có đồng chí thương binh dùng lựu đạn đánh trả địch. Khi trong tay chỉ còn trái lựu đạn cuối cùng, đồng chí dụ Mỹ đến gần mới cho nổ và anh Dũng hy sinh. Hai tên địch bị diệt. 10 giờ, một đại đội của tiểu đoàn 2, trung đoàn 33 20 tay súng đến giải vây đánh bật chúng ra khỏi khu vực trạm phẫu diệt hàng chục tên Mỹ. Sau đó, địch tăng cường quân chiếm lại. Do lực lượng đông lại được phi pháo chi viện nên chúng đã gây cho ta tổn thất. Một số thương binh bị giết, một số chiến sĩ bị địch bắt. Ngày 3 tháng 11, Đại đội 6 tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 trên đường hành quân vào hướng Ba Bỉ đã chạm một đại đội Mỹ. Chúng đổ bộ xuống trước đó. Anh em nổ súng và sung phong, nhưng địch tình không nắm chắc, hiệp đồng không chặt, nên chỉ có một trung đội đột nhập được vào trận địa địch, diệt hơn chục tên Mỹ, phá hủy hai trực thăng đang đậu ở đó. 5 giờ sáng ngày hôm sau địch rút chạy, bỏ lại 40 viên đạn dốc két. Hành động của Mỹ và những trận đánh của bộ đội ta vừa qua cho thấy những dự kiến về địch và quyết tâm chiến dịch của ta là chính xác. Ngày 8 tháng 11 năm 1965, Đảng ủy mặt trận Tây Nguyên họp mở rộng dưới sự chủ trì của anh Chu Huy Mân. Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn 1 của chiến dịch thống nhất cho rằng nhiệm vụ cơ bản đặt ra cho đợt 1 là làm thất bại ý định giải tỏa nhanh bằng không quân, buộc địch phải điều quân ngụy viện binh đường bộ để ta tiêu diệt, đã hoàn thành. Quân ngụy bị đánh đau quân Mỹ phải nhảy vào cứu nguy. Như vậy, ta đã thu hút được lực lượng tổng dự bị quân ngụy và quân Mỹ ở chiến trường khác về hướng Playme. Đảng ủy đánh giá cao tinh thần chiến đấu và phục vụ chiến đấu của các đơn vị và cơ quan. Đặc biệt các phân đội nhỏ thực hành bao vây Playme đã hoàn thành một cách xuất sắc bao vây chặt, đánh sứt, đánh mẻ, đánh tiêu hao, tiêu diệt từng bộ phận quân địch, cắt nguồn nước, đánh chiếm và khống chế chư ho, khống chế và cắt đứt sự hoạt động của sân bay giá chiến địch đầy địch ở Play Me Lâm và tình trạng cùng quẫn. Mặc dù công tác bảo đảm hậu cần cho bộ phận vây ép còn nhiều thiếu sót nhất là đối với các phân đội ở tiền tiêu còn để anh em thiếu cơm, thiếu nước, mặt khác lượng dự trữ gạo, muối, đạn dược của ta gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng tinh thần phục vụ của cán bộ cơ quan hậu cần mặt trận và nhân dân địa phương có nhiều cố gắng, không quản ngày đêm. Bất chấp bom đạn ác liệt của quân thù đưa từng gùi gạo, cân muối ra phía trước, khiêng cáng anh em thương binh về phía sau cứu chữa. Các đơn vị làm công tác bảo đảm thông tin, công binh, trinh sát cho các đơn vị chiến đấu Mỹ đã không quản vất và khó khăn. Cán bộ tiểu đoàn, đại đội trực tiếp mang vác, giải dây điện thoại làm liên lạc viên trong những trường hợp khó khăn nguy hiểm. Nhân viên vô tuyến điện và cơ yếu có đồng chí làm việc 28 giờ liền không nghỉ. Trong điều kiện vô cùng ác liệt và gian khổ, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị ở phía trước đã chấp hành tốt chính sách thương binh tử sĩ, tích cực thu hồi vũ khí và chiến lợi phẩm. Một lần nữa Đảng ủy khẳng định cách đánh chiến dịch vây điểm, diệt viện trong hoàn cảnh cụ thể của Playme là đúng. Với cách đánh này ta đã tiết kiệm được binh lực, chỉ cần dùng một lực lượng nhỏ bao vây vẫn dụ được viện binh địch theo ý muốn, vẫn giữ được binh lực cơ động mạnh bảo đảm thế tiến công liên tục dài ngày, trong điều kiện lực lượng của ta chỉ có hai trung đoàn và tránh được sự tiêu hao lớn bằng công kiên ngay từ đầu chiến dịch. Cần nói thêm rằng, nếu ta công kiên diệt được Playme địch chưa viện ngay thì ta vẫn phải tổ chức lực lượng chiếm giữ. Như vậy địch có thể dùng phi pháo gây cho ta tổn thất lớn. Hơn thế nữa, trong điều kiện lúc đó ta lấy việc tiêu diệt sinh lực địch làm chính, chưa đặt vấn đề giải phóng đất đai khu vực Playme. Khi bàn về âm mưu và thủ đoạn sắp tới của địch, chúng ta căn cứ vào lực lượng của chúng trên chiến trường Tây Nguyên lúc đó gồm có sư đoàn kỵ binh không vận số 1, một trung đoàn quân Nam Triều Tiên, một trung đoàn trực thăng vận tải, hai tiểu đoàn pháo binh quân Mỹ Ngoài ra chúng thường xuyên có hai trung đoàn không quân của Mỹ và ngụy sẵn sàng cất cánh chi viện khi chúng mở những cuộc tiến công. Theo tin ta nắm được, Mỹ còn có ý định sử dụng cả máy bay chiến lược B-52 ở chiến trường này. Do phát hiện được lực lượng, kho tàng, chạm phẫu của ta nên địch sẽ mở cuộc tiến công lớn vào hậu phương ta. hòng vất vát một thắng lợi về quân sự lấy lại tinh thần cho quân ngụy sau thất bại nặng nề ở Playme đường 21. Do vậy ta phải sẵn sàng đối phó với thủ đoạn phản kích và phản đột kích quyết liệt của địch về phía ta. Tính đến thời điểm này, bộ đội chủ lực Tây Nguyên ngoài các trung, đoàn 33 và 320 ta đã có thêm trung đoàn bộ binh 66, một đơn vị có truyền thống chiến đấu vẻ vang của quân đội ta. Từ tình hình trên đảng ủy cũng xác định mục đích đợt chiến đấu tới như sau, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, diệt gọn hai tiểu đoàn quân ngụy hoặc diệt từ 4 đến 5 đại đội Mỹ, bắn rơi 20 đến 25 máy bay, phá hủy từ 40 đến 50 xe cơ giới các loại, đánh bại một bước chiến thuật trực thăng vận và nhảy cóc của mỹ thu hút một bộ phận lực lượng quân mỹ và lực lượng tổng dự bị quân ngụy về hướng tây nguyên nhằm cong địch ra mà đánh tạo điều kiện cho sự phát triển thuận lợi của các chiến trường đánh bại cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất của địch về tư tưởng chỉ đạo đảng ủy xác định quyết tâm diệt cả đơn vị nhỏ đơn vị vừa và đơn vị lớn quân mỹ tiêu diệt bọn đồ bộ xuống trước tiêu diệt tiếp bọn xuống lấy xác lấy thương binh và tăng viện đánh cả bọn địch ở phía trước chính diện đội hình ta đánh cả bọn địch nhảy vào sau lưng ta đánh cả vào căn cứ pháo binh và căn cứ hành quân của chúng tích cực bắn máy bay địch đặc biệt là trực thăng để tiêu hao phương tiện cơ động chủ yếu của sư đoàn không vận chúng hành quân bộ cũng đánh chúng đổ bộ trực thăng cũng đánh có mỹ và ngụy cùng tham chiến thì nhằm vào mỹ đánh trước dùng lối đánh phục kích và tập kích đánh quân đổ bộ trực thăng đánh quân nhảy cóc là chủ yếu ngoài ra cần phải tổ chức các phân đội pháo độc lập và các đội đặc công đột nhập vào hậu phương địch pháo kích tập kích sân bay để sát thương phi công và phá hủy máy bay giá ngoại tôi lưu ý cơ quan tham mưu mặt trận bố trí lực lượng phải có chiều sâu theo hình bậc thang mật độ trú quân không quá dày để tránh phi pháo song phải bảo đảm đội hình chiến đấu trong thế hiệp đồng chặt chẽ có chỗ dựa vào nhau vững chắc dễ cơ động có thể đánh địch trong trường hợp chúng đổ bộ trực tiếp vào khu vực trú quân với khả năng cơ động nhanh tập kích nhanh và rút nhanh của sư đoàn kỵ binh không vận số một mỹ nên đội hình của các trung đoàn và mặt trận đều nằm trong phạm vi bị địch uy hiếp và có thể bị chúng tập kích bất ngờ do vậy việc bảo đảm hậu cần phải nằm ngay trong đội hình của các trung đoàn và tiểu đoàn thực hiện kho di động tức là tất cả trên vai người chiến sĩ vận tải và người lính chiến đấu phải quy định lượng tiêu thụ đạn cho từng loại súng trong từng trận đánh đồng thời tích cực lấy vũ khí của địch để đánh địch một vấn đề được đảng ủy hết sức coi trọng đó là việc quán triệt cho bộ đội khi giao chiến với sư đoàn kỳ binh không vận số 1 Mỹ phải đánh mạnh vào chỗ dựa hỏa lực phi pháo của chúng nhất là hỏa lực từ trên máy bay trực thăng vũ trang. Trong điều kiện súng phòng không của ta chỉ có súng 12,7 ly với số lượng không nhiều, do vậy, phải phát huy toàn bộ các loại súng bộ binh bắn máy bay địch, tổ chức nhiều tổ bắn máy bay bằng súng trường, súng tiểu liên khắp mọi nơi trong cả bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và du kích. Hội nghị đảng ủy kết thúc trong không khí đoàn kết thống nhất cao quan sát mọi người tôi thấy ai cũng náo nức lạc quan dù biết rằng cuộc chiến đấu tới sẽ vô cùng ác liệt tất cả chúng tôi đều vui vẻ sẵn sàng chấp nhận cho dù có phải hy sinh đến tính mạng của mình để giành thắng lợi thời gian này tình hình lương thực hết sức khó khăn một mặt do nguồn cung cấp khan hiếm một mặt lực lượng vận tải không đáp ứng nhu cầu chủ yếu gùi bộ xe đạp thổ thời gian này chưa phát triển mặt khác một số kho dự trữ chiến dịch bị địch đánh phá nếu mỗi ngày bảo đảm cho một người 6 lạng gạo thì toàn bộ lực lượng tham gia chiến dịch hiện có phải cần hàng chục tấn gạo. Nay lại tăng thêm trung đoàn 66 càng làm cho tình hình lương thực đã khó khăn càng khó khăn gây gắt hơn. Nguy cơ bộ đội thiếu đói là điều không tránh khỏi nếu không có sự chi viện của trên và nhân dân các tỉnh bạn. Trước tình hình đó, mặc dù trận đánh Mỹ sắp xảy ra, anh Chu Huy Mân vẫn phải đi đắc lắc một tỉnh đông dân giàu có nhất Tây Nguyên lại ở gần mặt trận yêu cầu tỉnh này vận động nhân dân đóng góp và vận chuyển lương thực phục vụ chiến dịch. Trước khi đi Đắk Lắc, anh Chu Huy Mân cho gọi tôi và anh Nguyễn Hữu An giao nhiệm vụ, lập sở chỉ huy tiền phương mặt trận để chỉ huy các trung đoàn 33, 66 và 320 tổ chức đón đánh quân Mỹ. Với giọng trầm ấm vừa như tâm sự vừa như chỉ thị, anh nói, Sư đoàn kỳ binh không vận số một là đơn vị mạnh nhất của lục quân Mỹ nếu ta đánh thắng nó trong trận này không những chỉ là vấn đề tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch mà nó còn có ý nghĩa to lớn trên nhiều mặt điều quan trọng nhất là cổ vũ sĩ khí và lòng tin đánh thắng mỹ của quân và dân tây nguyên nói riêng quân và dân cả nước nói chung và như vậy hàng loạt vấn đề về chiến lược chiến dịch chiến thuật kỹ thuật cũng sẽ được giải quyết và kết luận cơ bản ở trận này những trận chiến đấu vừa qua với quân mỹ chỉ là lẻ tẻ có tính chất thăm dò cuộc chiến đấu tới sẽ diễn ra hết sức ác liệt đó là cuộc đụng đầu giữa lực lượng lớn quân chính quy của ta với đội quân viễn trinh nhà nghề của mỹ ngừng giây lát anh chu huy mân nói tiếp tôi vừa nhận được chỉ thị của quân ủy trung ương giao cho các lực lượng vũ trang tây nguyên chúng ta phải tạo mọi cơ hội tiêu diệt bằng được một hoặc hai tiểu đoàn mỹ trong chiến dịch này như vậy nhiệm vụ tiêu diệt gọn đơn vị cỡ tiểu đoàn quân mỹ là nhiệm vụ lịch sử mà đảng ta quân đội ta nhân dân ta giao cho quân và dân tây nguyên để thực hiện tốt nhiệm vụ này các anh phải bắt tay vào việc triển khai ngay nghị quyết đảng ủy mặt trận làm cho cán bộ chiến sĩ tham gia trận chiến đấu tới thấy rõ tính quyết liệt của nhiệm vụ lịch sử này để họ nâng cao tinh thần cách mạng dũng cảm ngoan cường tìm mỹ mà đánh gặp mỹ là diệt phải kiên quyết chống cho được tư tưởng hữu khuynh tiêu cực biểu hiện chủ yếu là ngại ác liệt khó khăn sợ hy sinh trần trừ thoái thác nhiệm vụ đặc biệt tác phong chỉ huy và lãnh đạo của cán bộ nhất là cán bộ chính trị phải sâu sát bộ đội làm chỗ dựa tinh thần cho bộ đội trong những tình huống ác liệt khó khăn anh chu huy mân phân tích mọi lẽ về nhiệm vụ rồi hỏi các anh đồng ý với tôi chứ có cần đề nghị gì không thấy chúng tôi không có ý kiến anh gật gật nói trận đánh tới sẽ khó khăn đấy ác liệt đấy nhưng tôi tin các anh sẽ làm được nhìn vào đôi mắt sâu rất sáng của anh tôi cảm nhận được cái chất hăng say sôi nổi hòa với phong cách điềm tĩnh và giọng nói xứ nghệ truyền cảm khơi dậy cho người nghe quyết tâm hành động. Khi chia tay, anh nắm chặt tay tôi, đôi mắt anh như ngưng động lại xa xăm và sâu thẳm. Anh dần từng tiếng. Máu xương và sinh mạng của chiến sĩ là vô giá, nhưng khi cần thiết vẫn phải hy sinh để giành thắng lợi. Trong trận này dù phải một đội một cũng kiên quyết đánh thắng, phải diệt gọn tiểu đoàn quân Mỹ, anh hiểu ý tôi chứ. Ngừng một lát, nhìn thẳng vào mắt tôi, anh Chu Huy Mân nói. Tôi nhắc lại, một đổi một chỉ được phép trong trận này thôi đấy, anh Hiệp nhé. Tôi trả lời. Thưa anh, tôi hiểu, chúng tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt nhất nhiệm vụ anh giao. Sau khi kết thúc hội nghị đảng ủy mặt trận, cán bộ chủ trì các trung đoàn ra về lo phổ biến quán triệt nghị quyết và triển khai kế hoạch. Sở chỉ huy tiền phương chúng tôi cũng gấp rút chuẩn bị lên đường đi chữ Pông thì tình hình địch có thay đổi. Ngày 10 tháng 11, Lữ đoàn 3 kỳ binh không vận số 1 trở lại tập kết ở Bầu Cạn. Ngày 11, một bộ phận của lữ đoàn này nhảy cóc xuống Play Ngo cách Play Me 10 km về phía Tây. Chúng tôi lệnh cho tiểu đoàn đặc công 952 tổ chức tập kết đánh phủ đầu sở chỉ huy hành quân của lữ đoàn 3 kỳ binh Mỹ ở Bầu Cạn. Ngay trong đêm, các chiến sĩ tiểu đoàn 952 và bộ phận trinh sát mặt trận bí mật tiếp cận và bất ngờ nổ súng tiến công sở chỉ huy hành quân lữ dù 3 và sân bay lên thẳng của địch ở Bầu Cạn, diệt hàng chục tên phá hủy, phá hỏng một số máy bay trực thăng. Cùng đêm, bộ đội ở tỉnh Gia Lai tập kích căn cứ Mỹ ở An Khê gây cho địch nhiều thiệt hại. Cuộc chạy đua quyết liệt giữa ta và địch diễn ra từng ngày từng giờ. Phải làm sao đưa bộ đội và nhanh chiếm lấy địa bàn có lợi, hình thành thế trận đón đánh quân Mỹ. Trung đoàn 66 mới vào chiến trường, cán bộ chủ trì trung đoàn, tiểu đoàn, các đại đội trưởng hỏa lực và phục vụ được lệnh vượt lên trước chuẩn bị chiến trường. Bộ đội được lệnh bỏ lại tất cả những thứ không cần thiết cho chiến đấu, khẩn trương hành quân sau hơn hai tháng hành quân gian nan vất vả, vượt trường sơn sức khỏe cán bộ chiến sĩ giảm sút, địa hình mới lạ, tình hình địch, đối tượng và cách đánh chưa rõ, mặt khác gạo, muối, đạn dược chưa được bổ sung nếu đi lấy gạo phải mất hai ngày cả đi và về. Tuy vậy, khi được lệnh, bộ đội trung đoàn 66 đã nhanh chóng vào vị trí tập kết. Sở chỉ huy trung đoàn đứng chân ở Bắc Làng Tung 1, tiểu đoàn 7 ở Bắc Làng Tung 2 dãy núi Chư Pông, tiểu đoàn 9 đứng chân ở Đông Bắc Chư Pông. Tiểu đoàn 8 đứng chân ở khu vực Ba Bỉ. Trung đoàn 33 cũng được điều chỉnh lại như sau, sở chỉ huy trung đoàn, tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3 và đại đội một tiểu đoàn 1 đứng chân ở khu vực gần làng Bờ riêng, Tiểu đoàn 1 thiếu đứng chân khu vực suối cạn gần Ba Bỉ. Địa hình từ Ba Bỉ đi Chư Pông chủ yếu là rừng bằng kín đáo rất thuận lợi cho việc triển khai lực lượng bộ binh lớn. Ở đây có hai con đường, con đường thứ nhất từ Ba Bỉ đi làng Tung. con đường thứ hai từ Ba Bỉ đi làng Sinh hai con đường này gặp nhau cách chân núi Chư Pông 2 km về hướng đông bắc. Mở sáng 14 tháng 11, chỉ huy trung đoàn dẫn các tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 9 cùng một số đại đội trưởng các đơn vị hỏa lực thuộc trung đoàn đi chuẩn bị phương án đánh địch tại bờ sông Yê Đờ Răng. Cùng thời gian này, bộ đội tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 9 triển khai đảo công sự theo phương án đánh địch tại chỗ. 8 giờ sáng ngày 14 tháng 11, đài quan sát tiểu đoàn 7 trung đoàn 66 báo cáo, 9 chiếc máy bay phản lực và 12 chiếc trực thăng vũ trang. Hơn một chục khẩu pháo các loại từ bầu cạn đang bắn phá dữ dội vào khu vực đóng quân của tiểu đoàn 9 và làng Irao, làng Tung. Đến 9 giờ, 30 chiếc trực thăng từ Play Coup theo đường 21 bay vòng qua khu vực trung đoàn bộ trung đoàn 66 và tiểu đoàn 7 rồi lao về hướng tiểu đoàn 9. Dưới sự yểm trợ của máy bay phản lực F-5 ném bom phá và bom bi, máy bay trực thăng phóng rocket bắn đạn 20 ly. Tính đến 10 giờ đã có 3 đợt với 90 lần trước máy bay trực thăng chở quân Mỹ đổ bộ xuống chẳng chống khu vực làng Mùi cách tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 9 1 km. Sau này ta biết đây là lực lượng thuộc tiểu đoàn 1, lữ đoàn 3 kỵ binh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.